đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Thuyết âm mưu của Miss Grand dẫn đường cho chủ nhà tỏa sáng sau đêm thi trang phục dân tộc. Đại diện nước chủ nhà đến từ Indonesia tỏa sáng bất ngờ sau đêm thi National Custom ở Miss Grand International, mặc dù trước đó không được truyền thông chú ý. Dù không được truyền thông chú ý và đánh giá cao trước đó, tuy nhiên sau đêm thi National Custom của Miss Grand International, đại diện đến từ Indonesia, Andina Chuli đã tỏa sáng một cách bất ngờ. Cô có phần trình diễn được xem là một trong những phần thi mãn nhãn nhất trong đêm nay. Trong suốt chặng đường đã qua, Indonesia dường như bị truyền thông và sức hút của Thái Lan, Việt Nam lấn át. Ít ai quan tâm đến đại diện nước chủ nhà. Những lần xuất hiện và phần thi trước đó của cô đều bị nhận xét là mờ nhạt, không để lại ấn tượng cho khán giả. Mặc dù vẫn là một trong những cường quốc vót cho Đông Nam Á, nhưng trong các vòng bình chọn trước đó ở các giải thưởng phụ, Indonesia dường như bị bỏ lại phía sau. Số bình chọn không đọ lại Thái Lan và Việt Nam. Cụ thể, ở giải thưởng Country's Power of the Year ở vòng đấu thứ 3, Andina Chuli chỉ thu về cho mình hơn 850.000 lượt bình chọn, thu xa với con số hơn 1,4 triệu vote dành cho đối thủ trực tiếp của mình là đại diện Việt Nam, Đoàn Thiên Ân. Vì vậy, cô ngậm ngùi dừng chân trước vòng đấu cuối của giải thưởng. Ở các vòng vote tranh vào top giải thương phụ, đại diện của chủ nhà Indonesia cũng chỉ nhận về số vote ở mức trung bình, vừa đủ để giữ cho mình vị trí an toàn. Mặc dù là đại diện nước chủ nhà, nhưng Andina Chuli dường như đang bị thụt lùi về sự nổi trội so với các quốc gia khác. Đại diện chủ nhà bị ghẻ lạnh, ít được quan tâm với số vote bị bỏ xa so với các thí sinh. Tuy nhiên, trong đêm thi National Custom vừa được diễn ra mới đây, khán giả mới bắt đầu để ý và dành sự quan tâm đến Andina Chuli. Nàng hậu đã có màn trình diễn xuất sắc cùng với bộ trang phục được chuẩn bị công phu và hoành tráng. Các hiệu ứng đèn trên sân khấu cũng phát huy hết công lực dành cho đại diện chủ nhà để có phần thi hoàn hảo nhất. Nhiều khán giả cho rằng đây có lẽ là thuyết âm mưu của Miss Grand International để đại diện nước chủ nhà tỏa sáng khi trong suốt cuộc thi cô bị nhận xét là mờ nhạt. Sau đó Andina Chuli bật lên chỉ sau một đêm, lập tức được khán giả khen hết nấc và đánh giá là một trong những thí sinh nằm trong top cạnh tranh vương miện. Bộ trang phục của Indonesia cũng cầu kỳ và đặc biệt hơn hẳn các thí sinh khác, giúp nàng hậu được nổi bật và tỏa sáng hơn trong suốt đêm thi. Trên các diễn đàn sắc đẹp, đại diện Indonesia cũng nhận được nhiều lời khen có cánh. Thân thái đỉnh quá, dự đoán Best National Custom năm nay. Ấn tượng nhất luôn, bộ này hoành tráng, chỉnh chu, một vé Best National Custom cho Indonesia. Không chê được phần thi này. Ngay sau khi kết thúc đêm National Custom, Andina Chuli bất ngờ trở thành cái tên vụt sáng. Các chuyên trang sắc đẹp bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào đại diện chủ nhà. Nhiều hot pick được đưa ra đều có tên người đẹp nằm trong top đầu. Indonesia thậm chí còn được dự đoán đăng quang trong hot pick mới đây. Phần thể hiện xuất sắc giúp Andina Chuli leo thẳng lên top 1 về dự đoán Best National Custom. Về hai thí sinh hút truyền thông cũng như sự chú ý của netizen nhất cuộc thi là Thái Lan và Việt Nam cũng đã có phần thi được nhận xét khá tốt, tròn trịa trong đêm thi National Custom vừa qua. Enfa Waraha của Thái Lan mang đến cuộc thi bộ trang phục thể hiện sự tôn kính đến thần Thao Rashuwan tại chùa Chetche, là một ngôi chùa nổi tiếng mà mọi người đến để thờ cúng và cầu nguyện. Đại diện của Việt Nam, Đoàn Thiên Ân, có sự thể hiện cũng xuất sắc không kém với Trúc Chỉ. Mặc dù gặp trục trặc nhỏ trên sân khấu khi mô tô quay của vòng xoay trong bộ trang phục không chuyển động, ngay lập tức, nàng hậu gốc Long An đã nhanh trí dùng tay xoay chiếc khung tròn để tạo hiệu ứng trên sân khấu, khiến tổng thể phần thi được nhận xét vẫn khá tròn trịa và làm hài lòng khán giả. Sau đêm thi National Custom, các thí sinh của Miss Grand International vẫn còn trải qua đêm thi bán kết quan trọng trước khi đến với chung kết xếp hạng vào ngày 25 tháng 10. Nhờ pha sắc đẹp nhận xét, đêm thi trang phục dân tộc như một bức đà hoặc giả là thuyết âm mưu của ban tổ chức Miss Grand International để đưa đại diện Indonesia đến gần hơn với vị trí hoa hậu, ưu ái cho nước chủ nhà đăng quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.